Rạp quốc tế VTV bước vào chặng đua thứ 6 từ Đồng Hới, Quảng Bình đi thành phố Huế dài 158 km. Đây là chặng đua có lộ trình dài, mặc dù thi đấu dưới cái nắng gắt và gió mạnh ở vùng duyên hải miền Trung, nhưng các tay đua vẫn đi với tốc độ cao. Các ekip chưa có thành tích tốt đều cố gắng tận dụng chặng đua dài để đánh chiếm áo vàng và cải thiện thứ hạng đồng đội. Chính vì thế mà các đội Singapore, Bay Lai Đồng Nai, Dược Đô Mê Cô Đồng Tháp, Quân Khu 7 đã chơi đầy quyết tâm ở chặng này, khi vượt lên tạo khoảng cách với nhóm có áo vàng Lê Văn Duẩn gần 5 phút. Nhóm đầu với gần 30 tay đua vẫn duy trì tốc độ cao tiến vào địa phận thành phố Huế. Trong đó, quyết tâm nhất là Singapore, khi họ có tay đua Kitara có thành tích cạnh tranh chiếc áo vàng của Lê Văn Duẩn, đội VOS thành phố Hồ Chí Minh. Sự nỗ lực này đã được đền đáp khi tay đua người Thái Lan Kitara trong màu áo Singapore đã về trong nhóm đầu để xé chiếc áo vàng sau chặng 6. Còn tay đua Đỗ Tuấn Anh của Dược Đô Mê Cô Đồng Tháp về nhất chặng này. Dự nhì là Quỳnh Thanh Tùng của Quân khu 7, Mai Nguyễn Hưng của VOS thành phố Hồ Chí Minh về thứ ba. Thành công chặng này giúp Dược Đô Mê Cô Đồng Tháp cải thiện nhiều trên bảng tổng sắp đồng đội. Ngày mai cuộc đua tạm nghỉ để các tay đua dưỡng sức cho hành trình leo đèo dốc tiếp theo. Campuchia có thể